khoe khoang ba việc này tiền bạc đội nón ra đi vì oai vì sĩ diện nhiều người tự đánh mất tài lộc của mình chỉ vì thói khoe khoang không phải lối trên mạng xã hội thông qua mạng xã hội để biểu lộ bản thân là một điều rất tuyệt vời tuy nhiên bạn cần phải chú ý nếu bạn vẫn đang khoe ba điều này lên mạng thì nên dừng lại ngay nếu không bạn có thể trở thành trò cười trong mắt mọi người thay vì đạt được sự chú ý và hâm mộ như mong đợi đấy. Một, Hạnh phúc không phải là để khoe khoang. Khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên mạng xã hội, nếu làm một hai lần thì còn có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, sẽ rất dễ khiến người khác phản cảm. Suy cho cùng, ấm lạnh tự mình biết. Nếu cứ cố tỏ ra vui vẻ, điệu bộ như thế, nơi đây không có nỗi buồn thì sẽ dễ khiến người khác nghĩ rằng bạn đang che giấu vấn đề của mình đấy đừng bài hạnh phúc của mình lên mạng xã hội hãy giấu niềm hạnh phúc vào sâu thẳm trong trái tim và cố gắng trở thành một trụ cột cho gia đình một người cầu tiến cần mẫn có như vậy gia đình mới hòa thuận đây mới là hạnh phúc nói tóm lại đôi khi bạn bài lên mạng những khoảnh khắc vui vẻ của mình bạn chỉ nghĩ đó là một kiểu chia sẻ mà thôi. Nhưng đối với những người đang thấy không vui, họ sẽ cảm thấy đó là một sự chế giễu, thậm chí còn ảnh hưởng đến tình cảm giữa bạn và họ. Hay Khoe khoang tiền của là một hành vi ngu ngốc. Ai cũng muốn giàu có, đó là bản chất của con người. Có được sự giàu có như mong muốn thông qua nỗ lực của bản thân là phần thưởng xứng đáng cho những người chăm chỉ và là sự khẳng định năng lực của một con người tuy nhiên tục ngữ có câu của cải không lộ ra ngoài khoe khoang tiền của lên mạng là một hành vi thiếu khôn ngoan có thể sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối tôi có biết một bạn nữ điều kiện kinh tế gia đình rất tốt cô ấy thích mua những chiếc túi hàng hiệu và khoe chúng lên mạng xã hội thật ra ý định ban đầu của cô ấy có thể không phải là khoe khoang nhưng trong mắt người khác đây chính là sự khoe khoang phù phiếm để tự đề cao bản thân có một số chị em bạn bè từng mặc cảm vì chênh lệch kinh tế giữa họ và cô ấy quá lớn giờ còn thấy cô ấy suốt ngày khoe túi thì cái cảm giác xa cách ấy lại càng nhiều hơn ban đầu cô không nhận ra vấn đề này nhưng sau khi phát hiện thì cô đã rất phiền muộn nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi không thể thay đổi được nữa việc khoe khoang vô ý này đã làm ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè khiến cô rất ân hận thời nay người giàu thì muốn người khác cảm thấy rằng họ không có tiền còn người không có tiền thì lại cố gắng một cách tuyệt vọng để chứng tỏ rằng họ giàu có nếu bạn khoe khoang sự giàu có của mình lên mạng xã hội chỉ để mọi người nghĩ rằng bạn giàu có thì tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng tiền của bạn sẽ bị người ta mượn sớm thôi khi bạn bè mượn tiền cho hay không cho vẫn là một vấn đề nan giải nếu cho thì có thể sẽ một đi không trở về nếu không cho thì lại làm tổn thương lòng tự trọng của bạn mình họ nhất định sẽ cho rằng bạn cố tình thấy chết mà không cứu làm ảnh hưởng đến tình bạn bấy lâu. Việc phô trương tài sản lên mạng xã hội có thể nó sẽ mang lại cho bạn sự thỏa mãn cách tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến cho bạn vô số rắc rối và những tổn thức không đáng có. Những người thông minh không làm điều đó. 3. Khoe khoang thành tựu sẽ khiến người khác khinh bỉ. Có vài người vừa đạt được ít thành tích thì đã lập tức đem lên mạng xã hội khoe khoang. Những người như vậy rất dễ khiến người khác khinh thường, vì mọi người sẽ nghĩ rằng họ quá ham hư vinh. Mà người ham hư vinh thì thường sẽ không nhận được sự công nhận từ người khác. Trên thực tế, những người bạn trên mạng xã hội có lẽ đều có những trải nghiệm tương tự như nhau, cho nên thành tích của mọi người sẽ không có quá nhiều chênh lệch. Vì vậy, việc khoe khoang thành tích không giúp bạn thu hút được sự chú ý của người khác đâu. Vì có thể có nhiều người bạn có thành tích cao hơn cả bạn, nhưng chỉ là họ không chọn khoe nó lên mạng thôi. Do đó, khi bạn khoe khoang quá lố lăng, bạn sẽ lập tức trở thành trò cười trong mắt họ. Nghệ thuật giao tiếp. Lần đầu gặp mặt, đừng vội kết bạn trên mạng xã hội. Xin kết bạn trên mạng xã hội trong lần đầu gặp mặt không biết từ khi nào đã trở thành một bước đầu tiên trong lễ nghi giao tiếp chỉ cần thêm bạn trên facebook instagram hay tiktok chúng ta coi như trở thành bạn bè của nhau chúng ta có xu hướng kết giao với thật nhiều người để sau này có thật nhiều người gian tay giúp đỡ những khi chúng ta cần nhưng thực tế ít khi giống với những gì chúng ta kỳ vọng trước đây tôi có một người bạn thuê chung phòng cô ấy tính cách hướng ngoại và thích kết giao bạn bè. Bất kể là hoạt động giao lưu trong công ty hay tụ hợp bạn bè, thậm chí là cả những hoạt động không quan trọng, cô ấy cũng đều tham gia tích cực. Tại mỗi buổi gặp mặt, cô đều tìm cơ hội chào hỏi mọi người một vài câu, sau đó mở điện thoại để kết bạn Facebook. Mỗi lần trở về, danh sách bạn bè mới trên Facebook của cô ấy tăng đáng kể. Tôi thắc mắc hỏi cô ấy Kết bạn Facebook nhiều như thế để làm gì?" Cô ấy thẳng thắn đáp. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, nó không chừng sau này sẽ có thể dùng đến. Ban đầu, tôi nghe và cảm thấy những gì cô nói khá hợp lý. Không chỉ cô ấy, chắc hẳn chúng ta ai cũng khao khát được kết thật nhiều bạn trên mạng xã hội, đặc biệt với những người tài giỏi. Chúng ta hy vọng dòng trạng thái chúng ta đăng tải sẽ được thật nhiều người biết đến và cảm thấy hãnh diện khi trên Facebook của chúng ta có sự góp mặt của những người bạn tài giỏi. Càng nhiều bạn bè trên mạng xã hội, chúng ta càng có nhiều điểm tựa những lúc khó khăn. Để rồi, chỉ cần nhắn một dòng tin, chúng ta có thể nhận được vô vàng sự giúp đỡ đến từ vô vàng những người bạn chất lượng mà mình kết bạn được. Nhưng sau này, có một sự việc xảy ra đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Cô bạn cùng phòng của tôi có một việc gấp cần người giúp đỡ. Nhưng khi cô ấy tìm sự hỗ trợ của những người bạn trên Facebook, không một ai sẵn lòng giúp đỡ cô. Thậm chí có người còn hủy luôn kết bạn với cô ấy. Đừng nghĩ ai có mặt trong danh sách bạn bè của bạn trên mạng xã hội cũng là những người bạn thật sự của bạn. Một người khi nhận được yêu cầu kết bạn của bạn họ có thể đồng ý vì lịch sự. Nhưng khi kết bạn xong rồi, các bạn cũng chẳng khác người dân là bao. Cái mà cuối cùng bạn có được chỉ là thêm một cái tên trong danh bạ mà thôi. Nó không hề có một chút ý nghĩa gì. Chúng ta kết bạn trên mạng xã hội rất dễ, nhưng trở thành bạn bè thật sự của nhau lại rất khó. Trên thực tế, 90% các mối liên hệ và kết nối trên mạng xã hội mà một người có được điều không thể tận dụng. Bạn xem họ là bạn, nhưng họ chỉ xem bạn như khách qua đường. Cái mà bạn gọi là giao tình, thực tế chỉ là suy nghĩ phiển phong của chính bạn. Thế nhưng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tôn sùng những mối quan hệ thế này. Tôi đã từng đọc qua một câu thế này. Chỉ đến khi thành công, bạn mới có được những mối quan hệ chất lượng mối quan hệ của người trưởng thành đều dựa vào thực lực của họ. Bạn không mạnh, quen biết ai cũng vô dụng. Bạn muốn mối quan hệ ưu tú, để quyết định nằm ở chỗ bạn có đủ ưu tú hay không. Con gái của anh Tuấn sắp vào tiểu học. Anh ấy cảm thấy vô cùng lo lắng đối với việc học hành của cô con gái 6 tuổi. Anh muốn dựa vào mối quan hệ mình có để giúp đỡ cho con gái anh ấy vào được trường tốt anh đã tìm qua rất nhiều người nói rất nhiều lời tốt đẹp ai cũng gật gù hứa sẽ xem xét nhưng không một ai giúp đỡ anh mấy năm sau con gái anh ấy cũng đã đến tuổi đến trường vì có thành tích xuất sắc anh được thăng chức lên tổng giám đốc kinh doanh từ khi lên chức anh không cần tìm đến mọi người để nhờ giúp đỡ mọi người tự chủ động tìm đến anh để xin được giúp đỡ phấn đấu có được địa vị trong xã hội chúng ta tự khắc tìm được cho mình những mối quan hệ chất lượng trên thực tế sự hợp tác giữa con người với nhau đều dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi đây cũng là cách để bạn có cho mình những mối quan hệ đáng tin cậy và vững bền nhất may tầng nào gặp may tầng ấy nếu bạn không đủ tài giỏi bạn sẽ không có cách nào tận dụng được mối quan hệ với những người tài giỏi xung quanh mình tỷ phú Lý Gia Thành từng nhắc nhở những người trẻ tuổi. Khi chưa đủ mạnh, chưa đủ ưu tú, bạn không nên tốn thời gian quý báu của mình đi tham gia các buổi tụ tập để mở rộng quan hệ. Thay vào đó, hãy đầu tư thời gian cho việc đọc sách, tìm cách nâng cao năng lực chuyên môn. Khi giá trị của bạn tăng lên, bạn tự nhiên sẽ có được những người bạn chất lượng. Có công mại sắc có ngại nên kim, ta không xuất chúng, ta chỉ có thể rời khỏi cuộc chơi. Bạn muốn có được sự công nhận của người khác, bạn muốn người khác chủ động kết giao với bạn. Cách duy nhất chính là bạn phải khiến cho bản thân mình mạnh lên. Khi bạn đã đủ mạnh, nguồn lực và những mối quan hệ mà bạn muốn đều lần lượt chủ động tìm đến bạn. Không thể phủ nhận, đến một lúc nào đó, các mối quan hệ sẽ giúp chúng ta bớt đi đáng kể sự phiền phức mà có được thành công nhanh chóng tuy nhiên đừng nên đi đường tắt trong việc xây dựng mối quan hệ theo kiểu mờ miệng đỡ chân tay khéo ăn khéo nói có thể giúp bạn nhanh chóng làm thân với người khác nhưng không thể đảm bảo cho bạn được họ tương trợ những khi khó khăn hãy nhớ rằng chỉ qua cách tự làm bản thân mình tốt lên bạn mới có thể có được cho mình những mối quan hệ chất lượng chúng ta nên chuyên tâm vào việc nâng cao năng lực bản thân tìm hiểu hoặc học thêm kỹ năng làm được tốt điều đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để thu hút nhiều nguồn lực và sự chú ý của những nhân vật ưu tú